chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái côn lôn kiếm. Bây giờ là đi đâu cũng thấy mấy anh bạn tiêu dao rồi, nên là khả năng là chắc chắn sẽ có những con bài, những ông bạn, những anh bạn chơi những cái môn phái hệ thủy đúng không? Nhất là những cái anh bạn chơi mấy cái như là đòn thị chỉ, đòn thị kiếm, đòn ngâm mi chuẩn, các kiểu con điệu. Thì bây giờ là mình phải kiếm một cái môn phái nào đó để mình có thể khắc chế những anh hệ thủy đó, đúng không? Nhiều anh em sẽ nói cua làm về những cái môn phái đó đi. Ok, video ngày hôm nay cua sẽ làm về môn phái côn lôn kiếm. Côn lôn kiếm của chúng ta đang là anh lanh CC server S44. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm góc gặp côn lôn kiếm. Thì anh em nhớ mình né ra mấy ông hệ mộc nha anh em. Hệ mộc bây giờ đã bá lắm, mạnh, thật sự mạnh, quá mạnh luôn anh em, nên là né né nha. Mình sẽ kiếm những anh em nào mà cụ tiêu, môn phái câu tiêu, rồi mình sẽ đánh thử coi dồn đam ok hay không. Bây giờ là côn lôn kiếm được tăng sức tội. Ê, bạn trẻ đánh tôi cái là xét đánh liền, hay không xét đánh vô đầu liền cho tội, đánh sau lưng. Những cái chiêu như là chiêu cuối của con côn lôn kiếm, chiêu số 3 côn lôn kiếm được rút ngắn lại, nên bây giờ là có thể spam liên tục luôn anh em. Nói liên tục vậy thôi chứ thật sự là rút ngắn lại thôi chứ không có gì đâu bà bá. Chúng cái chiêu số 4 một cái là anh em có thể là anh em sẽ bị lên đướng. Lên đướng liền anh em. Lên đướng liền. Bây giờ mình sẽ tích lại cái chiêu số 4. Sau đó là mình sẽ sử dụng vào một cái anh bạn nào đó. Cầu tiêu. Đâu rồi? Anh cũ sẽ tiêu. Ai đây đây đây. Anh cái chiêu số 4 mình hơi chúi xíu nha mọi người. Người ta lắp nhẹ cái mộp à. Mình cố gắng là mình đánh trúng cái chiêu số 4 và mình combo nó mới ok. Còn nếu như mà không đánh trúng chiêu số 4 thì mình khoan combo. Trúng cái chiêu số 4. Má ơi, trúng chiêu số 4 một cái nữa, ông Minh Giáo ổng lên đường luôn. Minh Giáo là được mệnh danh là chúa tể châu bò chó đúng không? Nó rất là châu anh em, bây giờ rất là châu. Không phải mình chửi đâu, mình đang thể hiện một cái sự châu bò cực kỳ lợi thế từ vị trí của Minh Giáo. Nhưng mà chúng ta thấy là chỉ một lóc thôi là bốc hơi, cực kỳ ghê. Ôi, cái chiêu lóc của tôi để đâu rồi? Vẫn chưa có một cái pha combat nào mà cua có thể lóc trúng đối phương cả. Đây đây, có một anh bạn thiên nhẫn kích đây, mình đang focus vô anh ấy và hiện tại chúng ta vẫn không thấy anh ấy đâu luôn, bốc hơi nữa. Đây, tiếp tục là một bé đòn thị trí. Đây, đòn thị trí đánh trúng không? Đánh trúng, đánh vô. Đây đây, né nè. Đâu rồi? Bốc hơi luôn. Gì vậy ba? Hơi khó khăn cho chúng ta khi mà chúng ta test một cái môn phái nào đó, các anh ấy cứ bị clone focus vào và bị đấm smala. Thôi, cái chiêu số 4 mình công nhận nó đâm to thật sự á mọi người ơi. Chiêu số 4 đâm to lắm. Chiêu số 3 thì chúng ta cứ búp lên đi, là em nào là kiểu như ăn ở ác là sẽ bị tự động bị chết thôi. Xét đánh mà anh em, đâu chừa ai, đúng không? Ở ác một cái đi, lừa đảo cái kiểu con là điểu thôi. Anh em sẽ bị lên đường. Ê, chạy, từ từ. Tôi sẽ kiếp dĩa ba bọc lóc lên được. Cái chiều lóc của con lụa kiếp mạnh thật. Thế nhẫn là một xét, né không. Đây, chúng ta sẽ kiếm. Ê, lại là anh Minh Giáo kìa. Chúng ta sẽ cùng thử lại cái chiều lóc với anh Minh Giáo. Coi anh Minh Giáo chưa kịp lóc nhiều mới nói thằng anh ấy đã lên được. Anh em coi sức mạnh, quy lực của cái việc mà chém gió ghê không. Đúng là giống như anh giật. Giật chết anh, chết luôn nè, chết team paper luôn, nghe không? Quá dữ. Rồi chuẩn bị nha, chuẩn bị kiếm thêm một anh bạn nào đó nữa. Rồi, anh nào mà ngang kèo chúng ta đi, đúng không? Ngang đi. Đây, anh Nga My. Trời ơi, hủ hỉ anh em. Phải chưởng chi hồng thương. Hỉ. Nãy là dính cái chiêu số 4 của tôi là ngon lành cành đào liền. Rồi Minh Giáo nè, anh em thấy là mình cứ đứng phía sau mình chơi. Ồ, đây có một Minh Giáo nè. Gì vậy? Gì chơi vô? Má, chơi vô ai giùm nội? Ôi, vậy mà giật xét chúng nào vậy? Cái chiêu giật xét này nó hên xui thiệt sự anh em. Đây, có bạn Nga My đây. Bạn Nga My này trông có vẻ là cũng dữ dằn phết à. Trời, nhiễu hai cái nửa cây. Mới đánh thường thôi. Thôi cùng hóa ngũ hành, game này nó ác vậy. Rồi. Rồi, ông nhảy lên luôn kìa, giật xét. Đó, nhảy lên là giật xét liền anh em. Chúng ta hãy cùng xem. Cái trận này tôi phải test nè, coi cái sức mạnh dùng combo của nó. Chứ nãy giờ tôi thấy là tôi vẫn chưa test được anh em. Chưa test được. Cái con côn lôn kiếm này test ngon lắm, thật sự là như vậy.
rất là ngon mọi người. À dạ, có rất là nhiều anh em ở bên kia họ đánh vào đó cả. Dòng combo các kiểu. Rồi bây giờ là chúng ta chưởng vô đây. Đó, rồi đối phương bị lóc lên là chắc chắn đối phương sẽ bị dính khống chế của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh vào vị trí của anh Tuấn Wheeler. À, trông có vẻ là anh Tuấn này anh cũng khá trâu anh em. Anh ấy cũng khá trâu, chúng ta mới phát hiện anh ấy. Chiêu của con công lông kiếm, trong lúc mà mình đang đợi anh Tuấn Wheeler ảnh lên đây lại thì mình sẽ nói về chiêu công lông kiếm. Công lông kiếm nó đánh cũng khá nhanh. Đó, tuy là đam của nó chỉ là một đam thôi, nhưng mà nó có một cái khoảng cách đánh rất là dài anh em, đánh rất là xa. Cái chiêu số 1 là cái chiêu nó sẽ quăng ngay một cái vị trí nào đó có rất là nhiều tia sét đánh xuống theo thời gian. Chứ chiêu số 2 là búp phòng thủ, chiêu này thì mình không có đề cập vào tại chiêu này nó không có ngon. Chiêu số 3 là chúng ta sẽ giật sét ngẫu nhiên một người chơi nào đó. Và thường thường cô để ý là những anh em nào mà theo dạng anh em yếu máu á, sét nó sẽ dính nhiều hơn. Cô nghĩ là vậy. Và chiêu số 4 là một chiêu lóc, nó sẽ giúp cho bản thân của đối phương khi mà dính chiêu này là đối phương sẽ bị có tỷ lệ bị lóc lên trời. Là được, anh em bị lóc lên trời anh em đâu có di chuyển gì được nữa, đúng không? Những người mà bị lóc lên vẫn bị hiệu quả, bị dính đam nha anh em. Và cái chiêu số 4 này nó có thêm một cái có lợi nữa là đối phương bị dính, đối phương sẽ bị giảm thu nhỏ sát thương, khả năng dùng combo đối với môn phái côn lông kiếm nó sẽ tốt hơn. Đó, cái chiêu của môn phái côn lông kiếm là như vậy. Mình sẽ kiếm anh Tuấn Wheeler, mình sẽ cố gắng mình combo full luôn để coi mình cho thấy là nấy là chơi tiêu giao trưởng đấy. Tiêu giao trưởng trong cái phiên bản này chỉnh sửa lại rất là mạnh nha. Mình sẽ đánh vào anh ấy, Tuấn Wheeler, anh ấy dưới đây từ focus cho anh ấy. Rồi mình focus chưa dính. Rồi focus dính đây nè, đây dính đây nè, trưởng giật sát. Anh ấy lên nguyên một cây máu luôn anh em. Giật xét lên nguyên một cây máu luôn. Rồi chúng ta có thể dùng combo được luôn. Ngon, lần này sóc nam cực kỳ ghê từ vị trí của công lông kiếm nha. Theo như cô thì những anh em nào mà chơi hệ mộc thì anh em có thể đánh cái con công lông kiếm này rất là dễ. Còn những môn phái còn lại thì cô thấy là công lông kiếm, nếu như mà anh em bị dính cái chiêu lóc của công lông kiếm thì cô nghĩ là sẽ khá là mệt nha anh em. Khá là mệt cho anh em nếu như bị dính cái chiêu lóc này. Cái chiêu bị động của con côn lông kiếm nó giúp cho côn lông kiếm nó trâu. Đây, huyền thiên vô cực hóa giải sát thương trâu phết. Bây giờ côn lông kiếm mạnh không? Cô cảm nhận côn lông kiếm bây giờ mạnh đấy. Ông này là ông bất tử luôn, trời ơi, bất tử hoài luôn anh em. Phải cái trưởng bất tử đánh trong bất tỉnh luôn. Rồi, nhảy đi hả rồi chúng ta sẽ kiếm những anh em nào mà theo dạng mà củ tiêu đi, mình đánh cho nó vui anh em. Nhưng mà những anh em kia thì mình chích cái chết này. Bây giờ là nó hồi lại cái chiêu số 4 hơi lẹ anh em. Nên là chúng ta có thể là chúng ta sốc đào ok, 15 giây mà chúng ta hồi lại lần là ngon, thực sự là ngon lắm luôn á. Bây giờ là chơi công lông kiếm ok. Thường thường là cua làm cái duyên của cua là thường cua làm về môn phái nào thì số lượng người chơi sẽ đông lên hơn xíu đúng không? Đó, và cái môn phái đó sẽ bị chửi và cua sẽ bị chửi rất nhiều tại vì người chơi quá, nó khủng khiếp quá. Cua khám phá được cái phái đó thì nó ngon quá đúng không? Nhiều anh em chơi thì anh em có nhiều anh em họp nữa. Đó, ngon lành luôn. Đó, tôi bị chửi từ bên Gió Lâm 1 Mobile qua bên đây luôn anh em. Chơi phái nào là phái đó nó bị chỉnh lại. Đó, nên là rất là vui. Không sao. Tôi kiếm được nhiều môn phái cho anh em lựa chọn, sắp sửa là có các giải lớn rồi anh em ơi. Sắp sửa có các giải lớn này để cho chúng ta có được nhiều lựa chọn hơn. Giải lớn ví dụ như là liên đấu, trong tháng có liên đấu, ví dụ như là thứ bảy này có cái chích tinh lâu, nên là những cái giải đó là giải lớn á, giải liên server đấy. Đó, chích trời, ta nói là chích ngon và Iconoid luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm anh Tuấn Wheeler. Anh Tuấn Wheeler đâu rồi ta? Anh Tuấn ơi, qua đây cho em chích một cái coi như thế nào. Anh chết Team Paper kìa. Đây còn chết, không thấy anh ấy luôn. Lý Tuấn ơi, không thấy luôn anh ấy rồi ta. Mấy người chơi kia ơi, đâu rồi? Giờ kiếm các anh ấy.
Mình không thấy anh Tấn. Không thấy anh Tấn. Thấy anh Tâm Tiếp nè, thấy anh Tấn không? Anh Tấn đi. Đây 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 là focus vào nè. Dịp xét. Dịp xét. Mình bị miss cái chiêu số 4 thì hầu như là mình sẽ không gây đam được nhiều anh em. Chiêu số 1 của chúng ta thì đánh cứ từ từ không gây đam được quá ngon. Đa phần là những cái chiêu mà combo thì nó sẽ ok hơn. Đây thử ngũ độc nha. Đây giật xét ngũ độc lên đường luôn. Má ơi, đâm to thật sự anh em. Đừng có nghĩ là họ cái võ hàm của họ là mình thua võ hàm họ là mình mạnh anh em. Họ là môn phái khắc chế mình đó anh em. Võ hàm hơn nhau chỉ có 10% thôi. 10% sát thương thôi. Quan trọng là cái cường quá ngũ hành nữa kìa. Nó mới khủng. Nãy giờ mình vẫn chưa focus được anh Tuấn. Đang kiếm anh Tuấn. Anh Tuấn ơi cho em focus em quất một cái đi rồi kết thúc video luôn. Rồi anh Tuấn rồi, không thấy anh Tuấn. Đây đây có táo bay bè. Táo bay bè. Táo bay bè cũng đã lên đường. Táo bay bè lên đường luôn. Đó, ngon lành anh em, thật sự là ok. Ê đây anh Tuấn này. Gắn sống anh Tuấn ơi. Gắn sống. Giật điện á. Ui, bị loạn rồi. Ui. Ai làm tôi loạn vậy? À, anh chết tin bay bờ. Ơi đây. Anh chết tin. Chết. Anh chết giật điện lên đường luôn. Đúng là chết thiệt luôn. Để mình coi mình đánh vô anh Tuấn. À đánh vô anh Tuấn. Ô có một môn phái ngu đập trưởng nó quýnh mình kìa. Rồi giật điện. Giật điện liền anh em, đập cái chiêu số 1 xuống. Trời ơi chích anh Tuấn kìa. Trời chích anh Tuấn. Trời ơi chích. Trời nó chích ngon thiệt hả mọi người. Ngon thiệt. Đừng có nghĩ là mình cầm ạc 5 triệu nó mạnh anh em. Đúng thật sự là ạc 5 triệu với anh Lanh CC là ạc này khỏe thật sự, chỉ số ngon lắm. Nhưng mà đừng có nghĩ điều đó anh em. Tại vì tôi chia sẻ cho anh em về cái điểm mạnh của môn phái này rồi đúng không? Tôi đâu có muốn là anh em nó cầm ạc tớp tôi nên nào cái kêu tôi đã điêu. Đâu muốn vậy đâu anh em. Thật sự là ạc này khỏe thiệt. Ba môn phái cùng lồng kiếm khỏe thật anh em ạ. Nếu như bên kia sử dụng những môn phái hải thủy, anh em có thể sử dụng môn phái côn lông kiếm để khắc chế họ. Nếu như họ sử dụng hải mộc thì anh em có thể sử dụng những môn phái khác để khắc chế lại họ. Đặc biệt là tuy côn lông kiếm họ đam to nhưng gặp hải mộc tắt điện chắc chắn. Và cảm ơn anh Lanh CC đã cho cô trải nghiệm cái môn phái côn lông kiếm này, thật sự rất là mạnh nha anh em. Anh em yêu thích có thể trải nghiệm nó. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạc, biêu ạc, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp quan trả. Lưu ý là những anh em nạp quan trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sengoku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.